cái căn nhà 1859 đường Bao Leo Bố. Chị Lạc ơi, ngay đó em Ly thì đứng vô công trường làm. Em thì đứng ở ngoài cửa công trường ngoài cổng này. Đó, để coi. Sau cái chỗ cái dãy sắt cao đó, cái nhà ở chính giữa trung tâm nó, mà nó có bên trái nó có cái hồ bơi đó. Cái nhà đó là 1940 Bella Road, lúc trước tụi em làm đó. Cái nhà mà em nói với chị là nó vừa bán xong 28.8 triệu đó. Nó có hai cái swimming pool. Ở ngoài này cũng là cái Infinity Swimming Pool. Đó, rất là đẹp. Bên trong nó trên mặt tiền thì mình nhìn thấy đó là nó chỉ có hai tầng thôi, nhưng mà phía sau phía dưới là nó có hai tầng basement, một cái phía dưới là ba căn phòng để cho mấy cái cho mấy người làm ở thì họ đậu xe nữa. Đó là cái thang máy đi là lên bốn tầng, tụi em phải là đào sâu suốt cả năm tầng cái đất kia đó thì mới gắn cái thang máy được. Phía sau đó, đó phía sau căn nhà đó, đó nó là Stone Canyon Reservoir, tức là cái chỗ cái khu chứa nước uống của nguyên cả quận LA ha. Đó, rồi cái căn nhà để coi phía trước mặt nó đó, đối diện mình chỉ có thấy cái phía sau lưng nhà đó thôi, thì nó là 1939. Cái nhà đó là của lãnh sự Thái Lan ở tại LA nha. Rồi em đi sâu xuống một chút đó, sắp thấp hơn cái nhà của Agnami đó, là cái nhà này của là architect mà nó thấy tụi em làm đó, rồi nó cũng có kêu làm cho nó mấy cái project cũng gần gần đây ở đường Salon. Rồi xuống nữa chị nhìn thấy cái con đường đi đó, nó có bãi đất trống đó, cái location nó cũng rất là tốt, là nhìn ra bên trái của cái nhà đó đó là cái mặt tiền nó sẽ hướng về cái biển Santa Monica, và bên tay phải là nguyên cái view của Stone Canyon Reservoir, mà ở đó là nó có cái chỗ có cái đập nước nữa, có cái nhà máy lọc nước ở đó, mà ngày sáng nào tụi em làm cũng nhìn thấy nguyên một cái bầy nai đi. Nó tự nhiên lắm, hai vợ chồng với lại mấy đứa con cũng 12 đứa nó chạy quanh mình, nó dạng lắm. Nếu có bữa em đi làm có mặt ở đây là lúc 6 giờ sáng đó, là nai nó đi ra ngoài đường nó chơi với mình. Mountain Lion cũng có. Cái nhà này thì chưa cất xong đó, thì chỉ còn có thấy những cái column, những cái nó nổi lên đó, là tụi em sẽ làm những cái con đường đó, những cái cầu đi vô đường đó. Là cái đó là ổng làm tốn khoảng 3 triệu đô la là đã donate cho cái đường này thôi. Tại cái đó là cái cuối đường của Bel Air rồi, là 1951 là cuối đường đó. Đó, nhưng mà ổng giữa chừng cái người em của ổng mất, còn ổng thì bị stroke rồi, mình đã cái tất cả tài sản của ổng đó là bây giờ giao cho một cái công ty khác nó quản lý, ổng không có làm nữa, ổng hưu trí. Đó. Cái xa xa trên cái đồi cao phía bên kia nó có khoảng đất trống đó là cũng là của ổng, rất là dễ thương. Ổng là chủ tịch của cái đài phát thanh tiếng nói của người Ba Tư, có không biết là ổng có trong hoàng tộc không, nhưng mà vợ ổng là một cũng là một tập đoàn luật sư rất là nổi tiếng ở LA này đó. Em chỉ cho chị coi sơ chuyện mà ông thần nhiều chuyện li li ổng làm đó nha. Đó, để coi sâu phía dưới này. Sâu dưới này đó là khoảng 300 feet á. 300 feet sâu đó là mình có thấy những cái cây đó nó trồng hồi trước đó. Là nó có nguyên cái sân cỏ, là cái trồng cái sân gốc. Thì cái nhà đó đó là nó dài dài, nó tuột xuống tới cái Stone Canyon luôn. Cái nhà thì không đẹp lắm, nhưng mà nó có được cái phía sân sau rất là rộng, đất rộng. Mà nó nằm giữa cái triền đồi, hai cái đồi này nước nó chảy vô nhà, nó cứ ngập lụt cái nhà nó hoài. Phải sửa, tụi em cũng có đi sửa, nó mới biết cái sân góp này nó làm. Đó, còn cái đất của 1951 chỉ còn có cái thấy cái tường còn sân canh canh đó. Đó, tụi em đã làm những cái retaining wall, nó chặn cho đất không có lở. Đất ở đây là đất đá không, đã chị hỏi sao tại sao người ta không có trồng gì hết. Tại ta trồng cũng ít được, chứ lại nó cũng... mình cũng phải làm lưới phía dưới, mình phải lót lưới phía dưới trong thôi sóc, chứ lại góp vờ. Nó ăn với opossum rồi nó ăn hết mấy cái rễ cây. Đó, phía cái nhà ở, cái nhà của ổng lúc trước là ở 1601 Bel Air Road á. Cái chỗ đó là cái đài phát thanh của tụi Iran hồi trước đó. Bây giờ ổng dọn về cái condo của ổng ở trên đường Yushi, nguyên cái apartment, nguyên cái như là cái hotel vậy đó. Nhưng mà ổng dọn về ổng ở nguyên một cái tầng lầu ở đó, cũng là nhà của ổng.
ổng tới mười mấy căn trên này lận, ổng là chủ tịch của cái hội ở trên này, hội của tụi có cái tụi country club rồi đó, ôn cái đó luôn, nguyên cái chỗ đi đánh góp đó. Giàu lắm, mà giàu rồi mấy đi nữa là xài mình cũng ăn nhiêu đó thôi chị, em nghĩ vậy đó. Cho nên tụi em sống thoải mái lắm, cứ đi chơi, ngày nào cũng đi chơi, người ta trả tiền mình thì mình cứ đi chơi tiếp, thì nó có nhiêu dạy nhiêu, không có phải lo về cái Bitcoin của ông bạn của ông Lê rồi ha, bạn ông bạn thánh của ông đó. Đó là ông dặn em mà quay đi là nói đi cho ông nghe, chứ còn ông không biết nói gì, nói là hơi sợ chúng chửi ông nữa nha. Rồi em ngưng ra hơi em quay coi cái nhà này chưa xong, cái mới xong rồi, cái mặt tiền thì em sẽ quay cho chị coi, cái nhà hoàn tất đó thì mình thấy nó còn đẹp nha. Phía bên trong của cái nhà của 1940, cái nhà này này em chiếu trở lại đó, là nhiều cái tượng đó, là nó đẹp kinh hồn luôn. Mà ổng có làm cái fountain, nhưng mà cái hình của con dolphin rất là đẹp đó em, con snapper đó em rất là thích. Bốn con đó là vẫn còn để bên cổng của cái cổng rào của 1951 đó. Hiện giờ thì cái miếng đất đó không, nó chưa có nhà cửa gì hết, mà kêu bán là 10 triệu đồng, ai mà mua, có thằng nào khùng mới mua chứ, em mà cho không em cũng lấy nữa, giờ toàn trouble không nội. Mà chị thấy như cái đây, ở đó là xây là tới là hai tầng lầu, nó nằm ở dưới, nó giấu trong cái lòng đất đó, rồi nó đổ đất lên, nó băng ra đó, rồi mình nhìn thấy cái location nó rất là bằng phẳng, cái thức trước là nó là ngay cái đỉnh của cái ngọn núi nhỏ nhỏ thấp thấp, ngọn đồi nhỏ nhỏ vậy đó. Mình nhìn từ dưới đất lên thì nó cao lắm đó, nó cao là hơn 150 feet á. Còn ở ngay chỗ cái location em đứng đứng này mà nhìn xuống phía dưới đó là 150 nữa, là khoảng hơn 300 feet, là hơn 100 thước. Em nghĩ cậu 600 feet đó, cao lắm, nó rất là steep, nó là hơn là 2 to 1 á, hơn là 1 to 1 á. Rồi cái nhà này đó, cái nhà em đương làm đó là phải đổ 750 cái xe tải đất đó, mà nó là kéo là hai 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 toa đó, mà 750 đó là 1.500 xe đó, nếu mà đi xe mà xe đơn nó là 1.500 xe. Rồi hỏi đây thấp thấp xuống phía dưới đó là có, đó là cái cây bằng lăng đó chị, cây bằng lăng, cái bông tím đẹp lắm, em rất là thích. Rồi nó thiên nhiên nó trồng vậy được, chứ mà em thích quá em bứng về trồng, mà nó cũng có đẻo hết rồi. Rồi em quay cho chị xem, khi nào chị có dịp qua Cali thì hú em, rồi em ra đón chở chị đi chơi. Phía sau cái dãy núi đó đó là nó là Freeway 405, nó là chỗ Getty Center, chỗ cái trung tâm mỹ thuật là lớn nhất của Mỹ đó, tranh ảnh rồi này này kia rất là đẹp.